Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Tân luôn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, đặc biệt phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dạy nghề, kết nối tiếp cận sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, qua đó xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp có hiệu quả, trong đó có mô hình may thảm chân và trang trí heo đất của chị Nguyễn Thị Mai Dầu ở xã Phú Xuân. Năm 2010, được học lớp dạy nghề may công nghiệp do Hội Phụ Nữ tổ chức. Sau khi lập gia đình, chị Mai Dầu lựa chọn việc may thảm chân bằng vải để kiếm thêm thu nhập. Nghề may thảm tuy dễ, nhưng để làm nên một sản phẩm vừa đẹp, bền thì lại khó. Bởi hầu hết các công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và đặc biệt là sự cần cù, chăm chỉ của người thợ. Nhờ sự nhạy bén, ham học hỏi, các sản phẩm của chị Dầu có màu sắc khá đa dạng, bắt mắt. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu được lấy từ những cơ sở uy tín nên sản phẩm làm ra đẹp, bền với thời gian. Các sản phẩm bán chủ yếu tại địa phương tùy kích thước, chủng loại, hình dáng, giá bán từ 15 đến 80 ngàn đồng một sản phẩm. Thì thấy bà con cũng hay sử dụng là mấy cái đồ vải bình thường á, cho nên là em sáng kiến ra để và cho cái ngôi nhà cho nó thêm đẹp hơn. Cho nên thầy thấy bà con cũng ủng hộ mình. Bây giờ thì thiết yếu là mọi người tin vào cái đẹp mắt. Cái nào cũng đẹp mắt, lịch sự. Mình phải không ngừng sáng tạo, tìm thêm mẫu mã ở trên mạng, rồi phối hợp, thích hợp với mà mọi người, với trẻ cũng được, mà người lớn tuổi cũng được. Cho nên là mình sáng tạo để mà cho thích hợp với mọi người, cho người ta ủng hộ mình nhiều hơn. Thời gian gần đây, chị Dầu quyết định lấn sân sang công việc trang trí heo đất. Công việc này hiện nay đang thịnh hành, sản phẩm làm ra đa dạng nhiều chủng loại, màu sắc, hình dáng khác hẳn các sản phẩm truyền thống. Theo chị Dầu chia sẻ, trước đây, cha chị đi mua heo đất ở tỉnh Bình Dương về phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trong và ngoài địa phương. Thấy nhu cầu về sản phẩm này khá nhiều, chị bàn với gia đình đến tận nơi sản xuất để mua sản phẩm thô rồi đem về trang trí nhiều hình dáng, kích thước như Hello Kitty, Doraemon, Minion, gấu. Mỗi ngày, chị Dầu hoàn thành khoảng 50-60 con heo đất các loại, tùy kích cỡ. Heo đất có giá bán từ 8-40 ngàn đồng một con. Thì em thấy là dân miền Tây mình ở đây là có cái tính là hay tiết kiệm. Nếu mà tiết kiệm mà để tiền ở ngoài thì khó mà tiết kiệm được. Cho nên là cũng xuất phát từ gia đình có làm trước rồi. Cho nên em suy nghĩ vậy, cho nên em mới tiến hành là mình mua heo đất về. Mình bán lại, bỏ mối lại thì chắc nghĩ là bà con ở đây sẽ ủng hộ. Tại vì tiết kiệm trong con heo đất thì sẽ nó dễ hơn. Dễ tiết kiệm với lại tiết kiệm được số tiền nó nhiều hơn. Chất liệu mình phải tốt hơn, là ngoài nắng là nó không bay màu. Là sử dụng được, cái hạn sử dụng nó được lâu dài hơn. Ít cho mình rất là nhiều. Như là mình một tháng mình thu nhập thêm có khoảng chừng 2-3 triệu để trang trải tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt. Em vừa là có việc làm ổn định mà em vừa là có cái sáng tạo. Em rất thành công trong cái khởi nghiệp. Thì hội cũng đã giới thiệu em tham gia các cái chương trình để em có thêm kiến thức. Và cũng làm cái thực hiện cái công đoạn là quảng bá sản phẩm tiếp với em. Để các cái thị trường tiêu thụ người ta biết đến em và người ta sẽ có nhiều cái đơn đặt hàng giúp cho em được... hàng của em, cái đầu ra của em có cái nơi đầu ra ổn định hơn. Có thể nói, mô hình đơn giản nhưng rất hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ địa phương. Đặc biệt, sản phẩm thảm chân và heo đất mang giá trị truyền thống cao, quá trình sản xuất không ảnh hưởng đến môi trường là hướng đi tốt. Mong rằng mô hình này của chị Dầu sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.